Ồ, sơ ma quá trời luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn. Và Hải Vũ tới tham quan một khu vườn. Đây là lần đầu tiên Hải Vũ tới thấy khu vườn này ở Quảng Nam các bạn, cũng khá là nhiều mai. Các bạn xem, một rừng mai luôn, rừng mai. Đây là những cây hàng bonsai. Chà, nhiều mai toàn là cũng mấy cây này là đang ló bình thường mình hả? Không dịch, không dịch. Không dịch. Còn cái tròn này là tròn gì? Hồng phấn. Tròn hồng phấn. Tròn lá lớn. Đẹp. Xem có góc nào đẹp đẹp vô lưu cây lăng. Không đẹp. Hết thường. Quá trời nhiều luôn các bạn ơi, nhiều quá các bạn ơi. Một rừng dễ sợ thiệt. Nên chắc tới Tết thì giòn rực luôn quá. Họ nó không gửi lại anh. Họ nó không còn gửi lại cho anh. Họ nó em bón hết rồi đó, còn gửi lại cho anh. Tiếp tục còn rất là nhiều nữa. Rất là nhiều nữa các bạn. Đi tham quan mạch nghỉ luôn các bạn ơi. Tham quan mạch nghỉ luôn. Đây đang có một gốc trang cũng rất là hấp dẫn, trang đỏ xà. Gốc trang đỏ rất là hấp dẫn các bạn ơi. Để đó Hải Vũ sẽ tìm hiểu. Bạc ngàn mai. Xem khu vườn của họ, về xem lại cái vườn mai của mình, thấy que que có mấy cây các bạn ơi, còn nhiều quá. Nhìn nói chung là nhiều thì quá nhiều, nhưng mà cũng ít cây lớn các bạn, cũng ít cây lớn, còn là những cây tầm trung, dòng mai xanh hết, tầm trung. Đi qua bên kia tham quan tiếp các bạn ơi, nhiều lắm nghe. Bên này đang có cây lộc vừng cũng bên này có cây lộc vừng cũng khá là đẳng cấp, khá là to. Đây các bạn, các bạn xem vừng này các bạn. Tiếp tục một gốc mai siêu khủng.
quá. Yeah, bên này có mấy gốc to nữa. Nguyệt quế. Yeah, gốc này khá to các bạn. Wow, wow. Dưới sữa thịt to khiếp luôn rồi các bạn ơi. Ở khoảng 130 cây tàn dầu rất là mịn. Này nó lan chụp cho em tấm hình lan lan chụp chỗ này vừa vừa quay cái giáo nhỏ nữa nè. Ủa cây tròn nó thử rồi anh Lan. Ủa cây tròn nó thử rồi. Yeah, mấy góc mà đào to ghê là vừa to mà vừa đẹp nữa các bạn ơi, đẹp quá. Đi tham quan cho vui nghe các bạn, không có quay được gốc đế gì hết, còn là những cây đang xanh tốt hết. Nhiều quá, hai bên. Hai bên nhiều quá. Các bạn xem nguyên một rừng. Hết trời luôn. Rồi clip này thì mình quay cho các bạn xem cho vui. Khu vườn mai này mình cũng mới tới lần đầu tiên ở huyện Đại Lộc.
Thì nói chung là mình mới tới lần đầu tiên, mình cũng chưa biết chính xác chỗ, và mình cũng quay lên cho các bạn xem cho vui. Một khu, một rừng mai, khu vườn rất là nhiều, rất là nhiều cây mai đang nằm trong chậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này các bạn. Ủng hộ Hải Vũ để Hải Vũ còn nhiều động lực làm tiếp những video tiếp theo cho các bạn xem. Hải Vũ đang đi chơi với các anh cũng trong hậu cây cảnh. Các anh đang dẫn đi tới những cái vườn, khu vườn cũng có khá là nhiều cây lớn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và xem những cây mai khủng của Hải Vũ đang quay nha. Hải Vũ đi quay những cây mai cũng rất là lớn, quay lên cho các bạn xem chiêm ngưỡng cho vui. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhìn xuống thấy nguyên cả đầu mai.